có thể nói giai đoạn khó khăn nhất đối với tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PVN đã qua đi. Với tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, PVN đã hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và có định hướng giải pháp rõ ràng cho thực hiện kế hoạch năm 2018. Năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất chính phủ giao tập đoàn đều về đích trước kế hoạch, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP và cân đối ngân sách nhà nước năm 2017. Tổng sản lượng khai thác năm 2017 vượt 6,7% so với kế hoạch chính phủ giao đầu năm. Tập đoàn đạt mốc khai thác tấn dầu thứ 380 triệu vào ngày 20 tháng 8 năm 2017, nộp ngân sách nhà nước 97,5 ngàn tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của giai đoạn 2016-2020. Ngành dầu khí đứng trước yêu cầu hết sức nặng nề, đó là vừa nhanh chóng khắc phục hiệu quả những hạn chế, sai phạm thời gian trước, đồng thời đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển những lĩnh vực cốt lõi, triển khai có hiệu quả 8 nhóm giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu PVN tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết số 41 NQTU ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Bộ Chính trị và các quyết định chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035.